Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã vừa và nhỏ trong việc tiếp ứng chuyển đổi số để tiếp cận công nghệ trong sản xuất là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Qua đó giúp cho sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, đồng thời người tiêu dùng cũng dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm mình mua một cách dễ dàng. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch A Páo, tổ 16, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang là một trong những đơn vị được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang hỗ trợ tham gia chương trình chuyển đổi số năm 2023. Với nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng, mục tiêu hỗ trợ hợp tác xã chi phí mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả và quy trình sản xuất mật ong Bạc Hà. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch A Páo hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản phẩm chủ lực là nuôi ong lấy mật. Với lợi thế hoa Bạc Hà cao nguyên đá Hà Giang, hợp tác xã đã thực hiện liên kết với các hộ nuôi ong tại các xã Cán Tỷ, Đông Hà, Thái An, huyện Quản Bạ để nuôi ong lấy mật. Với trên 1.000 đàn ong, hiện nay sản phẩm mật ong A Páo của hợp tác xã đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng bởi chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do chúng tôi là cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ, trong thời gian chúng tôi mới thì cũng gặp nhiều cái vấn đề nó vướng mắc, cũng mong sau này cơ quan chức năng như là Sở Khoa học Công nghệ Môi trường giúp đỡ tạo điều kiện chúng tôi phát triển hơn tất cả mọi cái trên các cái nền tảng số để phát triển cái mật ong Bạc Hà thương hiệu Hà Giang. Là một trong những doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, đã từ nhiều năm nay các sản phẩm từ chè San Tuyết của Hà Giang đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Sơn quảng bá rộng khắp trên các nền tảng số, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Sản phẩm trà của công ty Thành Sơn đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trở thành một danh trà uy tín của Hà Giang. Trong cái mà sản xuất của chúng tôi thì rất là cần đưa các cái công nghệ khoa học vào, từ máy móc cho đến con người vận hành máy móc, cũng như là những các cái mà tính năng trong chuyển đổi số, nó là những cái mà song hành cùng với nhau để nó được liên kết với nhau, để nó sẽ đưa cho chúng ta những các cái thực tế nhất và tốt nhất trong cái quá trình mà mình làm việc. Việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ngành khoa học và công nghệ Hà Giang thực hiện khá bài bản. Qua đó đã cơ bản hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã có khả năng thích ứng với kinh tế số và chuyển đổi số mạnh mẽ. Năm 2022, hỗ trợ 16 doanh nghiệp, hợp tác xã với số tiền 500 triệu đồng. Năm 2023 này hỗ trợ 15 doanh nghiệp, hợp tác xã với số tiền 500 triệu đồng. Trong thời gian tới, với vai trò là ngành khoa học công nghệ thì chúng tôi tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng các cái chương trình chuyển đổi số và áp dụng các cái công nghệ về truy xuất nguồn gốc để làm sao đảm bảo các cái sản phẩm hàng hóa nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh là áp dụng cái chuyển đổi số theo cái chỉ đạo chung của chính phủ cũng như là của tỉnh. Việc hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số ở Hà Giang, qua đó sẽ góp phần kích cầu tăng trưởng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh và tạo được nhiều việc làm cho người lao động.